Diệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Diệp xin tiếp tục cập nhật đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa định cư Mỹ được cập nhật lần thứ 2 của tháng 12 năm 2021. Chi tiết đợt phát thư hẹn phỏng vấn này như thế nào, xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Diệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để nhiều cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi thời gian phát thư hẹn phỏng vấn, thì thông thường, lãnh sự quán Mỹ sẽ có 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa trong 1 tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng đó, từ khoảng ngày 9 cho tới ngày 22 hàng tháng. Cũng có một số tháng có thêm một đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 3 nhưng mà rất hạn chế. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC trước đó. Vào tháng 12 này, thì lãnh sự quán đã có 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 12 và vào lần thứ hai là vào ngày 27 tháng 12. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này cách mà chúng ta đăng ký email với trung tâm visa NVC. Theo thông tin mà Điệp cập nhật được, thì đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ hai của tháng 12 này, tại lãnh sự quán Mỹ ở một số quốc gia khác thì các lãnh sự quán đã phát thư hẹn phỏng vấn cho các diện CR1, IR1 và IR5 là vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này sẽ vào cuối tháng 1 năm 2022. Đối với các diện F như là F1, F2A, F2B, F3 và F4, tại các quốc gia khác thì hiện tại vẫn có rất nhiều hồ sơ bị tồn động đang chờ được lên lịch hẹn phỏng vấn. Tuy nhiên thì vẫn chưa thấy lãnh sự quán Mỹ phát thư hẹn phỏng vấn cho các diện F này. Còn đối với tình hình tại Việt Nam, thì trong những ngày vừa qua thì Điệp cũng cố gắng theo dõi các thông tin. Tuy nhiên vẫn chưa thấy lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 2 của tháng 12. Có lẽ vào tháng 12 này, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam chỉ thực hiện một lần phát thư hẹn phỏng vấn để xen kẽ giải quyết các hồ sơ từng bị hủy lịch hẹn phỏng vấn do dịch Covid-19 vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2021. Và vì trong tháng 1 này, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam sẽ nghỉ nhiều ngày nghỉ lễ nên không có nhiều ngày làm việc. Ví dụ như Tết Tây này thì lãnh sự quán sẽ nghỉ là ngày 1, ngày 2, ngày 3 tháng 1. Tiếp theo thì lãnh sự quán sẽ nghỉ lễ Martin Luther King vào ngày 17 tháng 11. Và vào dịp Tết ta, Tết Nguyên Đán thì lãnh sự quán sẽ nghỉ từ ngày 31 tháng 1 cho tới ngày 4 tháng 2. Đối với diện K1 tại Việt Nam thì trong tuần này lãnh sự quán vẫn chưa mở đặt lịch hẹn phỏng vấn cho diện K1. Vào đầu tháng 12 thì lãnh sự quán đã mở cho diện K1 đặt hẹn đến tháng 2 năm 2022. Vào ngày 28 tháng 12, thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã có đợt mở lịch hẹn giải quyết cho các hồ sơ bổ sung giấy xanh R2A với lãnh sự quán. Lịch bổ sung là vào buổi chiều các ngày trong tháng 1 năm 2022. Và lịch đặt hẹn bổ sung này cũng rất mau chóng kín chỗ. Sau khi lãnh sự quán mở ra thì khoảng 8 phút là đã kín toàn bộ lịch hẹn này. Cuối tháng 12 này thì có một số hồ sơ trên các diễn đàn về di trú. Có 3 hồ sơ này họ đã cập nhật là họ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Điều không rõ là các hồ sơ này tự nhiên nhận được thư hẹn phỏng vấn hay là có xin phỏng vấn khẩn hay không. Tuy nhiên thì Điệp vẫn cập nhật để cô chú và các anh chị có thêm thông tin tham khảo. Ví dụ như hồ sơ F2A này ở Trinidad và Tobago. Ngày hẹn phỏng vấn sẽ vào ngày 24 tháng 1. Hồ sơ này ở Costa Rica sẽ phỏng vấn vào ngày 19 tháng 1. Và hồ sơ này ở Ghana sẽ phỏng vấn vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Còn đây là một số hồ sơ diện CR1, IR1, vợ chồng của công dân Mỹ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn lần này. Kỳ này thì tại các quốc gia khác, tình hình lịch hẹn phỏng vấn mới cũng rất là ít. Có rất ít hồ sơ cập nhật là họ nhận được thư hẹn phỏng vấn. Có lẽ là vào dịp cuối năm cho nên các lãnh sự quán trên toàn thế giới ít phát thư hẹn phỏng vấn ra. Tại Ghana thì hồ sơ này sẽ phỏng vấn vào ngày 26 tháng 1.
hồ sơ này ở Nhật Bản cũng phỏng vấn vào ngày 26 tháng 1. Hồ sơ này ở Anh sẽ phỏng vấn vào ngày 25 tháng 1. Để nhận được thư hẹn phỏng vấn, cô chú và các anh chị chúng ta cần lưu ý. Thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày NVC là trung tâm visa, xác nhận hoàn thành xong 6 bước. Do đó, khi hồ sơ làm 6 bước thì cô chú và các anh chị cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thật đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước với trung tâm visa NVC của chúng ta không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC, cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết đem theo khi đi phỏng vấn. Khi có thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán thì chúng ta sẽ kịp thời gian để chuẩn bị. Và có hai điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn. Điều kiện đầu tiên là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Tuy nhiên điều kiện này không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Và điều kiện thứ hai là áp dụng cho tất cả các hồ sơ, là hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC, nghĩa là có email hoặc là tin nhắn xác nhận của trung tâm visa NVC là hồ sơ đã hoàn thành. Khi cô chú và các anh chị nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta có 3 việc cần phải làm. Việc đầu tiên là đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Việc thứ hai là đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba là chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Để đăng ký online địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán thì cô chú và các anh chị có thể xem qua video clip này mà Điệp đã có chia sẻ trên kênh, là đăng ký online địa chỉ giao nhận visa. Để biết cách đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa, cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Điệp cũng đã có chia sẻ trên kênh. Và để chuẩn bị cho buổi khám sức khỏe và chích ngừa thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này, quy trình khám sức khỏe và chích ngừa. Để chuẩn bị hồ sơ khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này, là các mẫu sắp xếp hồ sơ như là hình ảnh bằng chứng khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.